hỏi một cái đứa bạn thân này đi chung á là ê, ai cao hơn, là cứ chạy gặp em là cứ lần nào cũng gặp đứng sau chiều cao vậy. Em ủa nhỏ này sao ta, em có nghĩa là nhỏ này nó thích mình cũng chọc ghẹo này nọ không, kia không tương tác lại, cứ lúc nào cũng cúi đầu xuống không cười, xong không có trả lời em nào chị. Em thấy nhỏ này bị điên gì xong hay rủ qua phòng em thì em cũng dùng thủ đoạn mà thôi nhận luôn thủ đoạn sao thì xong rồi vô phòng này rửa cần lên ngu gì không bén chị. Xong rồi em cũng dụ xong rồi hôm đó tự nhiên tháng vậy là giờ em ấy, thấy trễ vậy đó, xong rồi em thì thôi để em đi mua đồ em thử, em đưa cho này thử xong vô toilet qua bị đâu quay lại trở ra mới kêu là anh ơi hai bạch. À, chào hai em. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và chào tất cả quý vị khán giả có mặt ở trường quay và cũng như là đang xem truyền hình ạ. Em giới thiệu về mình đi. Dạ, em là Trương Hoài Thiên, em 26 tuổi, hiện tại đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm nghề gì? Công việc của em là chụp ảnh quay phim ạ. Dạ. Còn em? Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và chào quý vị khán giả. Em tên là Trần Đức Tâm Như, sinh năm 1993. Bây giờ hiện nay em đang ở nhà chăm em bé nhỏ ạ. Vậy hả? Em bé được mấy tháng rồi? Dạ, được 7 tháng ạ. 7 tháng rồi hả? Các em cưới nhau bao lâu rồi? Dạ, cũng 1 năm hơn ạ. 1 năm hơn đúng không? Đây có phải là người mẫu của em hay không? Có phải là cái tình yêu của em bắt đầu từ cái chuyện là em đi chụp ảnh mẫu cho cô này và hai người thương quý nhau và bắt đầu là cặp với nhau và bây giờ cưới nhau luôn đúng không? Dạ không, em chụp hình nhưng mà vợ em là kiểu như là không thích chụp hình. Vậy sao hai đứa gặp được nhau lúc nào? Dạ hai tụi em là học chung trường đại học, học chung khoa. Các em học trường gì? Dạ trường đại học khoa học xã hội và nhân văn Hồ Chí Minh. Tức là hai em là quen nhau từ thời sinh viên đúng không? Dạ. Rồi tình yêu của các em bắt đầu như thế nào? Dạ thì lúc đó là tụi em học chung trường, chung khoa luôn, nhưng mà vợ em á là kiểu như lúc đó em cũng không để ý gì lắm, tại vì cái tính của vợ em á là kiểu người cũng hơi trầm, cũng không có sôi nổi, cũng không có làm gì cho người ta chú ý hết. Tự nhiên cái thời gian đó có một cái bạn nữ tự nhiên cứ gặp em là chạy tới đứng sát bên như này, xong rồi hỏi một cái đứa bạn thân hay đi chung á là ê, ai cao hơn, là cứ chạy gặp em là cứ lần nào cũng gặp đứng sau chiều cao vậy. Em ủa nhỏ này sao ta, em có nghĩa là nhỏ này nó thích mình. Xong rồi em thấy em để ý, em thấy cũng dễ thương, xong rồi em để ý lúc đó rồi cũng chọc ghẹo này nọ không kia, không tương tác lại, cứ lúc nào cũng cúi đầu xuống không cười, xong không có trả lời em nào chị. Em thấy nhỏ này bị điên gì. Coi như bây giờ kết luận lại là ấn tượng đầu tiên của chồng em về em là con nhỏ này bị điên. Đó, còn em sao nè? Dạ thì chồng em kiểu cũng hay nổi bật trong đó, giống như là ăn mặc cũng kiểu thời trang hơn các bạn khác, mọi người đi giày bình thường, giày bata hay là dép sandal rồi hay nọ ha, còn anh chơi kiểu giày bata mà có cả bánh xe ở dưới á. Anh chạy kiểu nổi, chơi nổi mà chạy kiểu trượt rồi kiểu có một lần thấy em đi đang đi chung với bạn em mà anh chịu chạy veo một cái ép sát em vô tường luôn. Kiểu đúng không biết có phải gây sự chú ý hay là cô nào cũng làm vậy nữa. Em là học bên khoa gì? Dạ em học khoa Đông Phương Học giống bạn luôn, nhưng mà em học ngành tiếng Trung Quốc. Còn em là có phải em học tiếng Thái. Có khi nào em tỏ tình bằng tiếng Thái không? Dạ em tỏ tình bằng tiếng Trung. Nói gì á? Dạ không, cái câu đó nó dài lắm. Em hẹn bạn này đi chơi là hôm đó em chủ động tỏ tình luôn, tại vì trước khi mà qua gặp bạn này là nhà em có một cái bạn khách là người Trung Quốc. Em mới nảy ra một cái ý định là em kia ê, bây giờ mày chỉ tao cái câu mà tỏ tình bằng tiếng Trung Quốc được không? Xong cái nó chỉ em mà câu nó dài lắm, em sợ không nhớ, em phải ghi cái tiếng phiên âm ra là ghi trên tay hả? Không, dạ ghi ra giấy. Trong thời gian mà em chạy từ quận nhất là em cứ nhẩm câu đó như thằng điên vậy. Thì em cứ ngồi nói câu đó hoài luôn, tới lúc phim xong em vẫn quên. Em mới lấy cái tờ giấy ra em ngồi em coi, xong em cất lại liền. Xong cái em quay bạn nói sao, nói đi. Em kêu là nuôi nắng thua nuôi phô dòm mà sao là em chỉ trời mình đầu tư quá nhiều vậy là chắc chắn phải thành công rồi. Kiểu giống lúc đó mẹ đó mặt cũng ngượng ngùng cũng dễ thương lắm. Xong cái hồi em đợi không mấy phút hỏi bây giờ sao trả lời đi, kêu ủa là không á chị. Là từ chối. Dạ em từ chối là có phải là do ổng nói cái câu này nó sai sai hay sao đúng không? Hay là sao? Dạ thì giống như là kiểu chưa có cảm xúc gì mấy mà. Đó là em nuốt nước mắt vô trong em đi về cũng nhức lại luôn. Bao lâu thì chồng mới chấp nhận tình cảm của em? Sau cái hôm mà em tỏ tình thất bại luôn á là em vẫn tiếp tục nhắn tin nói là Thiên thích Như nhiều lắm, Thiên muốn quen Như kiểu đó. Vẫn tiếp tục đeo đuổi, vẫn đeo đuổi. Cái lúc mà em tỏ tình lại một lần nữa là cái lúc ra trường, em vẫn cảm thấy rất là thích bạn này nhưng mà kiểu ức lắm, cũng không thấy bạn này quen bạn trai hết. Hôm đó em mới hỏi rõ một chị là em kêu là bây giờ Thiên hỏi anh chị là hồi đó giờ có thích ai không? Cũng trả lời là không. Xong kêu là vậy hồi đó giờ có quen bạn trai nào chưa? Kêu là không luôn. Xong em kêu là vậy bây giờ Thiên thay đổi tới cùng luôn. Chị muốn hỏi bạn vợ đó, một cái lý do gì mà để em quyết định em đồng ý yêu bạn này? Dạ kiểu như là bọn em đi chơi cũng phải lâu lắm em mới kiểu chấp nhận làm kiểu bạn gái của bạn này. Kiểu như là em thấy hay quan tâm em, có một thời gian em ở xa, em không ở thành phố nữa mà em về Biên Hòa, về Biên Hòa làm cho nhà em thì
chồng em về chơi với Biên Hòa với em á, thì lúc đó tự nhiên cái tớ hở sao là không đóng cửa phòng, để cái bóp tiền ở bên phòng của anh trai của em á, xong có người vô lấy trộm mất tiền. Xong rồi kiểu anh buồn kiểu suy sụp. Có khóc không? Dạ không, không có khóc đâu. Cái hôm đó là kiểu như tâm sự nhiều lắm, chắc là cũng cảm động này nọ, xong cái hôm đó nói thương em mà trong khi là quen cũng cả năm rồi. Rồi vậy là ông mất cái này không được, cái kia không được. Dạ, quá thì rồi. Em thấy rồi. Rồi bây giờ nè, vô nhà người ta rồi có rủ con người ta đi ra ngoài ở với mình không? Dạ thì được quen được năm á là em mới kêu thôi lên Sài Gòn là làm với anh đi, cũng lên, nhưng mà cái phòng đó là em ở ăn phòng, em gái lại vợ em ở ăn phòng. Xong rồi em hay rủ qua phòng em thì em cũng dùng thủ đoạn mà. Thôi rồi nhận luôn. Thủ đoạn sao? Thì xong rồi vô phòng rửa gần lên, ngu gì không bé vậy. Xong rồi em cũng dụ, xong rồi hôm đó tự nhiên sáng dậy là vợ em á thấy trễ vậy đó. Xong rồi em thì thôi để em đi mua đồ em thử. Em đưa cho bên này thử xong vô toilet qua bên đó quay lại trở ra mới kêu là anh ơi hai vạch. Lúc mà em thấy hai vạch thì em sao nè? Dạ em lúc mà hai vạch ra thì em mừng nhiều hơn. Em là mừng đúng không? Mừng. Còn bạn vợ thì sao? Thì cũng mừng chứ. Cũng mừng luôn. Dạ. Lúc mà mình chưa, lúc đó có sợ ba mẹ biết không? Thì cũng có, nhưng mà em cũng muốn là có em bé xong rồi mới kiểu đám cưới sau. Vậy chị hỏi nè, em lấy vợ em được mấy năm rồi? Dạ được hơn một năm. Giờ còn yêu vợ giống như là cái ngày đầu mà chưa cưới được vợ không? Dạ không, tại thấy chắc chắn. Sao vậy? Trả lời dạ không luôn. Tại sao vậy? Dạ em thấy vợ yêu hơn. Trời ơi, cô Duyên dễ sợ không? Là hết hồn chí á. Vậy làm sao mà giặt mặt được? Vậy chắc có lẽ là trong mắt của em là vợ em chắc không có tật xấu gì đúng không? Dạ có chứ anh, tật xấu phải. Em kể tật xấu là phải vậy nè. Thôi cho vợ trước đi. Dạ em sẽ có ưu tiên đó. Em có cơ hội. Khui cái tật xấu ông ra đi. Tật xấu là kiểu hay chê em kiểu ăn mặc kiểu không có nữ tính á. Với lại là ra đường mà cứ kêu em là mặc đồ mấy cái đồ dây đi. Em có làm hài lòng anh không? Dạ em thì không thích. Giống như là biết em không thích mặc đồ vậy rồi mà vẫn cứ bắt. Rồi tiếp theo em. Chứ lại ảnh kiểu do chụp hình quay phim mà về thì hay làm trên máy tính, làm đồ này nọ, cứ làm cho máy tính biết luôn, cứ cầm điện thoại cầm máy tính suốt ngày. Có luôn như là cắm mặt vào máy tính. Dạ. Em mong muốn chồng em thay đổi điều gì? Quan tâm tới sức khỏe của ảnh chút, kiểu như là em cũng bận chăm con thì ảnh kiểu biết giữ sức khỏe của mình để em khỏi lo lắng đúng không? Rồi bây giờ tới em đó. Nói chung vậy chắc cũng khoảng 3 tật á. Hay càm ràm á. Có chuyện đổ rác không, mà càm ràm cả năm trời mà cãi nhau bao nhiêu lần bị chuyện đổ rác không? Mà nói hoài luôn hả? Dạ nói hoài luôn mà cứ giận em lên là đầu đi lau nhà, lau đồ, dọn bàn như làm. Đồ gì là đang giận á. Rồi tiếp theo. Lại một cái nữa là kiểu mặc đồ á xòe xòa lắm vậy. Em thích gái mà ra đường kiểu xỏ cái quần rin lại cái áo thun ra. Em kêu là ra đường diện diện tí đi. Quần áo của em á thì kiểu anh mặc gì em ủi cho, mà đồ của mình ra đường không bao giờ ủi. Em kêu thôi đưa đây anh ủi cho. Bình thường mặc mọc này nọ đi chơi cũng ít make up chị. Kêu thôi giờ sáng dậy mà em chịu khó em make up nửa tiếng đi, em thấy em đẹp lên là em yêu đời liền à. Mong muốn cô ấy thay đổi điều gì? Nói chung là em mong muốn thay đổi là cũng gái mà phải chăm sóc bên ngoài chút xíu đúng không? Với lại là bớt càm ràm đi, muốn gì nói ra em làm hết. Rồi. Đơn giản lắm em, tại vì chồng em làm nhiếp ảnh, hiểu không? Thành ra chồng em rất thích cái người phụ nữ chỉnh chu, rồi thì cái bên ngoài nó phải gọi là tươi tắn một chút. Thì Thanh chị nghĩ cái này là em có thể thay đổi được mà, đúng không? Dạ. Thay đổi như vậy vừa làm chồng mình hạnh phúc mà bản thân mình cũng đẹp hơn. Đúng rồi. Hiểu không? Rồi, chúc cho hai vợ chồng em luôn luôn vui vẻ, luôn luôn thuận hòa và hạnh phúc. Xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Hồng Phúc. Hiện tại thì em đang làm giáo viên cấp 2 tại bên quận 5. Năm nay em 26 tuổi. Thế là vợ Phúc. Dạ, em là Ngô Thị Mỹ Ly. Năm nay em 25 tuổi, là em là giáo viên tiểu học. Thế thầy cô gặp nhau trong trường hợp dịp tình cờ thôi, là bạn của em giới thiệu em tới để mà hát trong cái chương trình văn nghệ mà ngày hội việc làm của bên trường. Thì khi mà em tới thì cũng hát như là bao nhiêu những ca sĩ nghiệp dư khác thôi. Thì mình thấy lấp ló ở đâu đó xa xa, mình thấy có một cái cô bé cứ đứng cứ dòm dòm chị mình. Thì mình cứ nghĩ là chắc cũng hình như là có fan hâm mộ phải. Là do em em nhìn nhầm. Tại vì trong trường em là có ca sĩ Sĩ Luân làm trưởng khoa. Nhưng mà từ khi em về trường làm là em chưa gặp được Sĩ Luân. Lúc đó là anh không có để tóc ngắn như vậy, tóc dài, nhìn đằng sau cũng giống Sĩ Luân lắm. Chạy lại quay lại tính xin chữ ký, đập cái vai quay lại em nhìn cái mặt là hết hồn. Rồi kìa, không phải Sĩ Luân mà là Sĩ Tượng. Sĩ Tèo. Nói nghe nè, em dạy môn gì vậy? Dạ em dạy tin học vậy. Thì kiểu này là có nhiều học trò mà đứng đây không? Không những học trò mà nhiều khi những giáo viên đứng ở trong trường cũng có. Tự tin với thầy, tự tin tại thầy đẹp trai nè. Mà thầy lại hát hay nữa đúng không? Cũng mình tự nhận mình hát hay thôi chứ còn không biết mọi người này ta nhận xét như thế nào. Cái quan trọng là tự nhận đó. Quý vị trong trường quay có muốn nghe là Sĩ Phúc hát không ạ? Bây giờ tự nhận thì bây giờ để cho mọi người công nhận trước là bây giờ Sĩ Phúc hát đi. Xin gửi đến anh Thuận với lại chị Vân với lại khán giả là một bài hát thì
Cái bài hát này em hát trong cái ngày đám cưới của hai đứa em. Cái bài hát được mang tên là Cảm ơn cuộc đời. Em đứng lên đi, cho nó giống như chị Lung. Ủa hồi đó lúc mà hát trong cái đám cưới thì là cô dâu có đứng không hay cô dâu ngồi? Dạ. Cô dâu từ dưới. Từ dưới đi lên. Thôi giờ cô dâu dưới đi. Xuống luôn em. Chơi đúng rồi. Đây, anh coi như là ông Mai dẫn xuống. Tèn 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 tèn. Tèn 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 teo. Đây là mẹ chồng. Ở mẹ chồng chưa? 1, 2, 3, vỗ tay. Cảm ơn em, tình yêu của anh đã mang đến phút giây diệu kỳ, cho nụ cười hé nở trên môi, cho cuộc đời một sức sống mới. Cảm ơn em, tình yêu của anh. Thôi kể từ bây giờ. Cảm ơn anh Sôi. Anh đã làm cho thằng con trai tôi nó vui quá, nó hát hay quá. Cảm ơn anh. Từ hôm nay. Hôm nay là ba giao con gái, ba giao con đó. Con nhớ, con thương nó suốt đời nha. Ba cảm ơn con. Hay không quý vị, chú rể hát quá hay. Và phải công nhận rằng là tôi kêu bạn là sĩ Phúc không sai. Là bởi vì bạn có một cái giọng hát ấm và truyền cảm y chang như nhạc sĩ Sĩ Lương. Mà nếu vậy thì chắc có lẽ em là người đổ trước ông. Dạ, sao hả? Lúc đó là anh cũng có người yêu rồi. Em cứ nghĩ là cái lời bài hát đó là lời mà anh nói với em. Cái lời nào là lời mà em thấm? Nếu mà anh đến sớm thì có lẽ đôi ta đã không như bây giờ. Xong rồi em cứ nghĩ là hay là nghĩ em có người yêu rồi nên không dám. Em về em chia tay người yêu của em và bắt đầu nhắn tin anh này tới tấp, nhưng mà anh không nhắn tin lại với em. Nhưng mà sau một thời gian chắc phải 2-3 tháng em nhắn tin hoài luôn. Rốt cuộc anh cũng chia tay người yêu của anh. Chị hỏi này nè, lúc mà vợ em đã chiếm đoạt được em rồi. Trời ơi, chiếm đoạt chứ còn gì nữa, nhắn tin 3 tháng mới chiếm đoạt được mà. Đúng không? Thì á, lúc đó vợ em có giữ rịch em không? Vợ em là cực kỳ ghen luôn. Tức là ví dụ như ở trong trường á, thì cũng có nhiều những nhân viên nữ chẳng hạn, thì mình là anh trai mình phải tỏ ra ga lăng trong mọi trường hợp. Khi mà mình ga lăng á, thì vợ mình lại không thích cái điều đấy. Đấy, lại cứ nói là ồ sao tự nhiên anh lại ga lăng kiểu đúng cái người đấy vậy, tại sao mà không phải là người khác? Tại vì đi thì gặp có mỗi người đó thì ga lăng người đấy thôi, còn mấy người kia có có người rồi. Nhưng cái phản ứng của cổ lúc ghen sao? Nói chung là tính em rất là ghen. Đi trên đường mà ảnh nhìn gái, cái cô gái ăn mặc hở hang á, là ảnh nhìn thì em mới nói nhìn gái nữa hả? Không, nhìn cái nhà kia đẹp kìa. Phải, tại vì Phúc cận thị mà. Này Phúc, có cái cơn ghen nào mà nó khủng khiếp không Phúc? Cũng có anh. Đó là đỉnh điểm luôn. Trong cái khoảng thời gian mà làm ở trường á, thì vô tình em lướt trên Facebook thôi, thì em gặp lại người yêu cũ của mình. Hồi xưa khi mà bị chia tay á, mình không biết một cái lý do gì cả, mình bị, nên là mình cố gắng để mình hỏi thử coi là vì sao. Nhưng mà tại vì thời gian đó mình vẫn còn đang quen với người vợ của mình sau này á, nên là khi đó mình mới nhắn tin với người đó, mình nói là thôi bây giờ hai đứa mình nói chuyện sau 11 giờ đi. Tại vì vợ em có thói quen đó là tối về là gọi điện thoại cho nhau suốt. Từ lúc về đến khoảng 10 giờ mấy là bắt đầu vợ buồn ngủ đi ngủ. Thì mình mới thấy vậy thôi, mình nghĩ là nếu mà mình làm cái gì đó, nếu vợ phát hiện ra thì nó không hay. Tại vì ý đồ của mình thì là tốt, nhưng mà khi mà mình làm như vậy thì vợ lại nghĩ khác. Thì vô tình hôm đó mình để máy ở tại trường, cũng đang mở nói chuyện vậy đó. Xong rồi vợ ở đâu đó, vợ hùng hổ lên rồi vợ kêu chứ anh còn quen với người yêu cũ hả? Sao còn chat thế này thế nọ? Kêu chứ đâu có, phải chối á, mình đâu có nói gì đâu. Mà xui một cái màn hình vi tính vẫn còn đang hiện cái tin nhắn đấy, thì vợ mới kêu đến đây nè để em chỉ cho, đây nè anh mới nhắn tin nè, anh kêu nè anh vẫn còn yêu em nhiều lắm. Nhưng mà thật sự không phải, tại vì vợ em thì không có đọc hết từ trên xuống dưới. Tại vì em hỏi á là tại sao hồi đó là chia tay anh, anh vẫn còn yêu em nhiều lắm mà. Đấy, vợ lại không đọc hết những câu trên, vợ đọc câu dưới không. Nên đây là làm sao? Lúc đó người em run lên, mà em quay em tát một cái rất là mạnh, rồi cái kính nó rớt xuống, nó bể một hình tam giác kìa nè. Xong rồi một bên thì còn chồng, một bên thì mất hình tam giác giống như bị chột vậy á. Có bị nội thương gì không em? Nhìn nhỏ người nhỏ con mà thôi chứ nội công thâm hậu lắm. Nhưng mà em bữa có bị nội thương không? Trời ơi, tát một cái, một là thấy mấy ông sao. Lại thật sự á, thường những cặp vợ chồng mà đến với chương trình á, khi mà bị cái gì anh và chị Hồng Vân hay yêu cầu họ thực hiện lại lắm. Nhưng mà riêng cái phần này anh không dám kêu. Kêu không tốn cái tiền mắc kiến nữa. Mắc công mà rớt cái răng ra nữa. Rồi sau cái trận đó là chắc có thể là không còn cái chuyện gì để mà ảnh hưởng đến cái chuyện yêu đương của hai bạn. Và cái câu chuyện hôn nhân của các bạn nó cũng trơn tru chứ không gì. Nói chung là cũng suốt quá trình sau đó thì cũng có, nhưng mà nó chỉ là những cái dành thời vu vơ thôi. Bây giờ đâu, hôn bây giờ em kể thử nghe cái hôm mà em cầu hôn với bà xã đó. Hôm này để cho bà xã em kể thì nó hay.
Khá kể hả? Tại vì cái này bà xã em là người chịu đựng cái hôm đó nhất. Ồ vậy hả? Sao vậy? Con người chịu đựng là sao? Người chịu đựng đó. Dạ tại cái hôm cầu hôn á là em mặc váy, ảnh trở ra cái cầu ánh sao á. Thì cầu ánh sao thì có cái bãi cỏ rất là đẹp. Nhưng mà dưới cái bãi cỏ đó thì đất có kiến gì thì không biết. Ra ngồi nói chuyện tâm tình là cái phút lãng mạn xong rồi, có một hay hai con kiến á, nó chui vô mông của em. Tại lúc đó là cũng đang quen, cũng chưa thân lắm, nên cứ nhúc qua nhúc lại, nhúc qua nhúc lại, rất là ngại. Đến khi cái lúc mà anh lấy cái nhẫn cầu hôn ra thì lúc đó nó lên tới đỉnh điểm. Chắc hai vợ chồng bà kiến à, sao em rút nhẫn ra sao rút. Nhưng mà khi đó em rút nhẫn ra thì em thấy ủa sao vợ cứ khi một khi hôn lúc lắc, ủa sao, hay là vợ ngại. Tại xung quanh thì cũng có nhiều người chứ không phải là chỗ vắng vẻ gì cả. Kêu hỏi vợ chứ ủa em sao vậy, kêu không tại em ngứa quá. Mình cũng chuẩn bị hết rồi, cũng nhờ chuẩn bị nhẫn là chuẩn bị bài hát rồi, tại vì cũng có sáng tác riêng một bài cho vợ rồi. Đang chuẩn bị vừa mới đưa nhẫn ra cái vợ kêu đứng lên bỏ lao quá trời, lao kêu trời kiến cảnh đau quá anh ơi, kiến cảnh đau quá anh ơi, trời làm bao nhiêu cái sự chuẩn bị lãng mạn của mình nó bay hết. Dễ thương ha, rất là đáng nhớ. Coi như là cái đó là cái kỷ niệm mà của cái hôn mà cầu hôn. Rồi có kỷ niệm nào của cái đêm tân hôn không? Đêm tân hôn nó có dớp đó nha Thuận. Dớp sao đêm tân hôn? Tại vì nhà của em thì dạng gác gỗ nên là em thì ở phòng trên, còn phòng của mẹ thì ở dưới. Nên là khi mà trong đêm tân hôn á thì ở bên trên á, mà nếu mà có làm cái gì á. Không chị nè, là phòng má chồng thì ở dưới phòng em, còn phòng em ở trên. Tại em cũng mới về nhà chồng thì đâu có biết đâu. Thì tối đó hai đứa râm râm. Mà không biết là ở dưới là má nghe hay không. Thì chị biết là tối đó má không có ngủ được. Tại là cái gác gỗ mà anh. Cái xong rồi hai đứa mới thử diễn lại cái thử má có nghe gì không. Kêu ảnh lên gác ảnh cứ làm rầm rầm lại thử để em ở dưới em nghe thử. Ai về lại trên làm gì ở dưới nghe hết. Kể cả nói chuyện luôn nghe luôn. Nói chuyện thì không nghe nhưng mà mấy cái gỗ có két rồi nó dạ, cứ có két rồi rầm rầm lại làm gì cứ nhún nhảy là nghe hết. Nhưng mà làm sao mà biết sáng ra có hỏi má không? Dạ không. À, má nói chứ hôm qua về mệt mà tối qua không có ngủ được. Thì hai đứa cũng hiểu rồi chị. À vậy hả? Chứ chị hình dung á sáng á mắt phờ phạc sủi sủi phờ phạc mắt tâm đen vậy. Hai con tối qua vui hơn. Xong rồi đó có mắc cỡ không? Cũng hơi ngại ngại chị. Ngay cái đêm đầu tiên là như vậy rồi. Cho nên là từ đó về sau thì khắc phục không? Không biết khắc phục làm sao luôn. Các anh chỉ cho một cách. Mỗi buổi tối tặng cho mẹ một cái tai phone, kêu mẹ bật nhạc lớn lên. Chừng nào xong rồi thôi mẹ ơi ngủ đi. Nghe nè, sau khi cưới về còn ghen dữ dội không? Cưới về vẫn ghen. Mà có cái trận nào mà nó đỉnh điểm giống như cái trận một bánh bể mất kiến không? Không, tại vì biết tính của vợ rồi nên là thời gian sau đó thì cũng ở mức độ vừa phải thôi. Nhưng mà mình cũng kiểm soát được. Nãy giờ Phúc kể xấu em á. Dạ em kể xấu giọng đi. Em hoàn hảo quá sao có gì đâu. Khi lấy về thì chị anh Phúc chỉ có một cái tật đó là chậm chạp một xíu thôi. Ví dụ như bây giờ nếu mà để cho chồng em hoàn thiện hơn á thì là em mong chồng em như thế nào? Thứ nhất là ra đường đừng có nhìn gái. Đàn ông ai cũng nhìn hết trơn á. Thiệt mà. Rồi sao nữa cơ? Thứ hai là em mong chồng em biết ghen một tí xíu. Anh không bao giờ ghen. Cái này em thông minh, không phải là không biết ghen. Nhưng mà tại vì em á là thực dạng ghen, nhưng mà ghen một cách có văn minh, văn hóa đàng hoàng. Mình ghen thì mình phải có lý do đàng hoàng chứ không phải ghen bu vơ giống vợ mình đâu. Em muốn vợ em thay đổi gì không? Bớt nóng tính đi một chút nữa thì chung là vợ chồng sẽ sống hòa thuận với nhau nhiều hơn. Có bớt ghen không? Không, ghen thì trong máu rồi, không lọc được. Không lọc được. Chị thấy vậy nè, ước mong một cái điều mà để cho chồng hoàn hảo hơn là chồng biết ghen một tí. Trời ơi, ghen mệt lắm, chị nói thiệt đó. Đừng có ước chồng ghen. Đó, nhưng mà đương nhiên thì đó như Phúc nói á, ai cũng ghen hết. Nhưng mà ghen đúng lúc, đúng chỗ, đúng việc. Thì theo chị thì em nên bắt chước cái điều đó ở Phúc. Đúng thì ghen, không đúng thôi. Chị góp ý về phía em thôi, chứ còn bây giờ ông xã hoàn hảo quá. Chị đâu biết góp ý gì cho ông xã đâu. Chị biết là em cứ từ mức độ này phấn đấu tiếp để hoàn hảo hơn nữa. Người thầy gương mẫu này, người chồng gương mẫu, sau này sẽ là người cha gương mẫu nữa. Nhé. Và giữ hoài cái hạnh phúc này nhé. Rồi, cảm ơn em. Can you speak Vietnamese? Chúc. So this is Miss Vong. Miss Vong. And this is Mr. Thong. Mr. Thong. Nice to meet you. Nice to meet you. Yeah. Both. Yeah. What's your name? My name is Emre Sigura. Emre. Sigura. Sigura. Đọc yes. Bây giờ gọi là Sigura thôi. Sigura. Yes. Sigura. Mà gọi tắt là Singum. Hoặc là Imre. Hoặc là Imru. Imru. Yeah. Imru Singum. Ok. Where are you from? I'm from Turkey. Turkey. Thổ Nhĩ Kỳ. Yes. How long do you stay here? 6 năm. 6 năm? 6 năm. Bao nhiêu tuổi rồi? Little. How old are you? I'm 40.
41 actually. 41. Yeah. Ah. 41. Oh. Yeah. 41. Yeah. Yeah. 41. Can you speak with me about you? About me. Introduce yourself. It's too difficult. Khó quá, anh không làm được. Nhưng mà nói sơ sơ thì anh cũng hiểu, tại anh tiếng Anh nó cũng hơi mỏng đó em. Nhưng mà anh hiểu được nghe quý vị. Quốc Thuận hiểu được nghe. Tên ảnh là Emre Sigura. Hôm nay ảnh 41 tuổi, người Thổ Nhĩ Kỳ. Và ảnh ở Việt Nam là 6 năm. À, nhưng mà Emre kết hôn với vợ là bao nhiêu lâu rồi? How we met? No, how long we married? We're married for 3.5 years. Three years. Three years old. Rồi, như vậy là khán giả cũng đã hiểu rồi ha. Hiểu về về cái profile, về sự lý lịch của ảnh rồi. Bây giờ tới em. Dạ, chào cô Vân, chào chú Thuận. Con tên là Nguyễn Hồ Trà My, hiện nay là 32 tuổi. Đang làm marketing cũng như là một content creator. Là của công ty về về cái gì? Dạ, con làm marketing cho bản thân con và làm sáng tạo nội dung. Như vậy là chắc có lẽ là My cũng là một một nhân vật rất là nổi tiếng trên cộng đồng mạng đúng không? Dạ, chút ạ. Chắc đây cũng là một cái hot TikTok nè, đúng không? Dạ. Rồi, nhưng mà anh rất muốn biết là chuyện tình cảm của hai bạn như thế nào? Lần đầu tiên em gặp anh ấy ở đâu? Dạ. Và anh ấy tỏ tình với em như thế nào? Kể cho anh nghe đi. Dạ. So now they want to know how we met. Oh yeah. First. Sure. Do you want to tell? Yeah, okay, I will tell. Yeah, thì dating app. Là trên một cái app hẹn hò. Dạ, dạ rồi. Thì cái buổi gặp đầu tiên đó là sau khi một tháng hai người nói chuyện nhau thì thấy là gặp nhau, nhưng mà cái buổi này thật ra nó không có suôn sẻ ở cái khúc đầu tiên. Tại vì anh để con đợi. Đợi một tiếng đồng hồ bởi vì anh tập gym và anh ra trễ và con phải đợi. Nhưng mà cái câu chuyện ở đây là con, tại sao lúc đó con kiểu hơi bực tức á, con cũng muốn là ông này là ai vậy? Ông này là ai mà để mình đợi vậy? Thế là anh tới đó, thế là anh tới thì kiểu rất là kiểu đẹp trai bảnh, mặc áo hoa, quần màu rêu, nói chung là nhìn cái cách phối đồ rồi cái cách nói chung là nhìn rất là đỏm dáng đó. Nhưng mà kiểu lúc đó cũng rất là con khá là bực bội đó, cho nên là kiểu ok mình nói chuyện với nhau đó. Thì đó là cái ấn tượng đầu tiên, thì nó đang không vui là như vậy, nhưng mà sau đó thì vẫn nói chuyện bình thường. Nhưng mà trong cái buổi đó thì tại vì anh này ảnh rất là thích về thể hình, quan trọng cái vóc dáng, cho nên là lúc mình đã tới trễ rồi, con đã gọi đồ ăn rất là nhiều để ra, cái xong nó nguội lạnh hết rồi, cái tới cái anh nhìn thấy anh không ăn luôn, cái là thế là con kiểu ủa vậy sao nữa, con cũng không ăn luôn, cái là hai đứa chỉ nói chuyện thôi, và xong rồi phát những cái đồ ăn đó đem đi đi qua. Dạ đúng rồi. Và đi qua cái điểm thứ hai. Nhiều khi nó có cái gì nè, gặp nhau mà thu hút quá đó, nhiều khi nó quên luôn cái vấn đề mà ăn uống luôn. Đúng rồi. Thực sự, đúng không? Có những cái mà nó hút hơn cái việc ăn uống nữa. Tức là cái ấn tượng đầu tiên của em về Sigura là một chàng trai coi như là đậm dáng, nhìn đậm dáng đúng đậm không? Dáng, dạ. Mặc dù là trễ giờ nhưng mà do cái hình thức ở bên ngoài thấy cũng ổn, cho nên cũng hơi bỏ qua, đúng không? Thế còn Sigura, lần đầu tiên bạn gặp cô gái này thì như thế nào? What was your impression when you met me? She was very outgoing person, first of all, and very mature for her age, basically. So okay, anh nói là nhìn con rất là tự nhiên và cảm giác như là trưởng thành hơn cái độ tuổi. Cái thời điểm mà con gặp ảnh thì là năm 26 tuổi. Also she was very patient. Rất là kiên nhẫn, vì đợi ảnh. She waited for me almost an hour. Ảnh có thể nói ảnh có thể nói bằng tiếng Việt được không? Dạ. Không. Sao mà nói được bằng tiếng Việt? On our first date. Như là ở với nhau 4 năm trời mà con không dạy cho anh nói tiếng Việt hả? Dạ. Now they say that I don't teach you English or something. Sorry, Vietnamese or something. You can speak Vietnamese a little. Oh yeah. Slowly. Some Vietnamese work. Actually, I can order food for myself. Anh có thể đặt đồ ăn cho anh. My favorite food is actually pho. Đồ ăn anh thích. Ví dụ nha. Ví dụ bây giờ đang đói bụng, anh cần ảnh nói một câu tiếng Anh để đặt đồ. Một câu tiếng Việt về cái chuyện là ảnh đặt đồ ăn cho bốn anh em mình nè. So for example, there's a case that you can order Vietnamese food for four of us. Four of us. Oh, yeah. Okay. Hello. Vietnamese. Yeah. Okay. So. Vietnamese. Vietnamese. Okay. Yes. Hello. That's so hard. Bon. No. Bo pho. Pho bò. Pho bò. Pho bò. Bốn phở hả? What? Hello.
Không, anh phải nói giống như là anh nói với một shipper vậy đó. Dạ, thật ra anh cũng không order kiểu đó, mình trên Grab hay là trên mấy cái ứng dụng là có thể được thấy được cái món. Dạ đúng rồi, gửi đi. Sao mới nói chuyện trực tiếp được? Dạ. Chưa bao giờ hả? Dạ. Chưa bao giờ anh nói chuyện trực tiếp với một cái order đồ ăn nào hay là chỉ có chọn trên. Dạ đúng rồi, chỉ là gọi đặt trên các ứng dụng thôi ạ. Hồi nãy là CEO là đặt 4 tô phở bò đúng không? Dạ, you just order 4 phở bò right? Đó, đặt cho 4 người đó. Đó, quá tốt. À, ship phở bò rồi. Nước suối, nước suối nữa. Giả bộ này, giả bộ. Dạ, dạ. Cô giả bộ nha. Dạ. Alo. Alo, Sigura. Sigura. Anh có phải là Sigura không? Are you Sigura? Yes, it's me. Đúng rồi, tôi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Anh muốn ăn gì không? What do you want to eat? Phở. Phở hả? Phở. Mấy tô? How many bowl? Bốn tô hả? Bốn tô. Phở chính hay phở tái? Oh, that's so hard. Hơi khó vậy. Hơi khó. Đó. Giỡn chút thôi cho vui. Như vậy là lần đầu tiên là hai bạn gặp nhau là để coi như là chỉ nói thôi chứ không ăn. Dạ. Rồi sau cái bữa ăn đó thì hai cái đồ ăn có đem đi đâu ăn? Rồi, đồ ăn có đem đi đâu ăn? Có dạ. Đem đi chỗ khác ăn không? Dạ, thật ra đi tăng ngay không? Dạ có, cái bữa đó thì thật ra là đúng là khi mà gặp bạn này thì hai đứa không có tần số chung. Đó chính là hai đứa đều 62kg. Cái thời điểm đó con 62kg con khá là tròn và ảnh thì người cũng khá là nhỏ con. Đó là đều 62kg đó, một cái rất là mắc cười. Và sau đó thì gặp nhau nói chuyện. Thật ra là con cũng đã điều tra này rồi. Có nghĩa là một người nước ngoài và có một cái chức vụ là như vậy thì đã điều tra trong... Okay. Dạ đúng rồi, background rồi. Nhưng mà gặp nhau một cái là ảnh kể lại nguyên cái CV đó luôn. Nguyên một cái CV y chang những gì mà con đọc luôn. Là ở đâu, đã làm việc ở đâu mấy năm rồi, đi đâu. Ok, mình đợi chút xíu nha. Đợi xíu. Rồi lên. Đang bị lỗi về mic. Oh yeah, there's something wrong with the mic. With the mic. Rồi, ok, cho em ạ. Dạ. Không có. Con chưa mặc, dạ. Con xin cô Vân nha cô Vân. Dạ. Rồi, ok. Rồi. Anh có quay TikTok chung như con? Dạ có, quay, nói chung làm diễn viên cameo. Dạ. I don't appear on all the videos. Anh không có xuất hiện hết. Làm cameo thôi nhưng mà các bạn rất là thích. Alo. Alo. Ê mà ổng hao hao giống Mr. Bean đó. Dạ rất nhiều người nói. Ronald Atkinson. You look like Mr. Bean. You look like Mr. Bean. You know Mr. Bean. Him? Yes, for sure. Ronald Atkinson. You like him? Yes. I like him very much. He's a good comedian. Ý là một diễn viên hài rất là vui. Alo, alo. Nghe chưa? Anh là... Rồi tiếp tục ha. Dạ. Rồi bây giờ sau bữa đó thì là sau bữa ăn đó là hai đứa đi đâu? Nó có nhiều ví dụ tăng hai nè. Dạ, tăng hai đem đồ ăn đi đâu? Dạ thật ra là đem đó thì cuối cùng là ngồi trên xe và thật ra cũng tặng cho bảo vệ kết thúc cái thời điểm mà ảnh đi về á. Thì cái tăng hai á thì bắt đầu kiểu là ok mình nói chuyện vui vẻ hơn tại vì vô trong một cái pub nó rất là vui nhạc nhẽo rồi lúc nào đó con cũng thấy là ok thôi. Cũng đâu biết là mình gặp thêm một lần nào nữa đâu. Thôi giờ mình cứ xỏa thôi và chơi những cái game ví dụ như là True or Dare. Có nghĩa là bình thường những cái người bình thường cái này cũng một cái game nước ngoài. True or Dare có nghĩa là nói thiệt hay là dám làm. Có nghĩa là hỏi một cái gì đó. Thì giờ nói thiệt cái chuyện đó hay là dám làm. Và con hỏi những câu rất là 18 cộng. Đó và bắt nói chung là bắt. Có nghĩa là con giống như con trả thù vậy đó. Là con ví dụ như là mang cái bong bóng đeo cái ngay tay này xong đi vòng vòng cái bar đó. Là con bắt phải làm như vậy. Xong rồi đó nói chung là kiểu bắt làm những cái nó hơi kỳ quái để giống như trả thù cho cái vụ trả giờ. Nhưng mà bữa đó là con có thách ảnh là anh có dám hôn một cô gái giữa một cái pub hay không? Thật ra là cái nụ hôn đầu tiên là nó đã xảy ra ngay cái lúc mà tụi con bye bye đi về và con đã bị ảnh cắn cho một cái ngay môi, có nghĩa là cho chảy máu luôn, kiểu giống như là ảnh không có muốn rời đi á. Vậy hả? Một người nói chung là một người rất là mãnh liệt, ngay tay cái ánh mắt rất là mãnh liệt. Rất là kiểu rực lửa, có nghĩa là đó là cái cảm nhận đầu tiên của con. Có nghĩa là anh này sau khi đi pop về đó phải không? Dạ đúng rồi. Là cắn một cái dù môi luôn. Dạ đúng rồi, chia tay xong rồi ôm hôn xong rồi cắn hỏi anh đi tại sao why? Why? Why did you kiss me and like you bite me into bleeding? It happened on the passion. Đó là như là passion, có nghĩa là tự nhiên có một cái gì đó một nó làm cho ảnh là cuồng nộ lên đó, phải không? Ok, bây giờ chú hỏi con nè, khi mà con bị cắn như vậy thì cái phản ứng của con, cái điều đầu tiên của con là nghĩ là cái gì? Cái là anh này, nói chung là cái cảm giác con anh này, anh rất là mãnh liệt.
Tức là em phải hỏi là con có thích điều đó hay không? Dạ, thật ra cũng hơi thích đó. Đúng không? Bị ấn tượng liền, đảm bảo. Đúng không? Dạ. Em quên hỏi là cái background của ảnh là ảnh làm cái gì rồi cô quên nãy giờ cô à, quên dạ rồi, ảnh đang làm bất động sản. Bất công trong một công ty bất động sản. Dạ. It's a tech enabled real estate company. Dạ. Propsy. Propsy. No. The title is C's. Chief Commercial Officer. Chief Commercial Officer. CMO. Dạ, anh là CCO, vai trò của ảnh là gì? CCO thì có thể là quản lý và thương mại. CCO. Dạ. Rồi như vậy là sao cái lần đầu bị tiên cắn, bị cắn môi như vậy, rất mạnh liệt như vậy thì chắc chắn là tại vì con đã thích rồi thì chắc chắn phải có lần thứ hai. Và lần thứ hai, cái câu chuyện mạnh liệt gì nó tiếp theo nữa nè? Dạ, thật ra là với những cái mối quan hệ hẹn hò á thì ảnh là người đầu tiên mà con hẹn hò vào buổi thứ hai, thứ ba. Và thật ra là con cũng hơi có chút dè chừng. Cho nên là những cái buổi thứ hai, thứ ba thì con muốn nhìn ảnh ở những cái lát cắt khác. Cho nên là những cái địa điểm sau đó là do tự con chọn. Ví dụ như là cái lần thứ hai gặp nhau là trong cái Christmas party, có nghĩa là hai đứa ngay cái đêm Noel luôn, là hai đứa đi ăn với nhau. Sau đó là đi nghe nhạc jazz. Thì là mình thấy một cái góc khác là anh này cũng rất là lãng mạn. Tức là cái lần đầu tiên thì kiểu rực lửa, mạnh mẽ, đỏm dáng đúng không? Cái thứ hai là kiểu rất là lãng mạn. Ví dụ như là khi mà ăn xong thì tụi con đi qua cái chỗ nhạc jazz đó thì hai đứa sẽ nhảy nhót giống như là trong một bộ phim, không để ý một tới ai xung quanh hết, và cứ vừa đi vừa nhảy cho tới cái lúc mà đi ra đó, tới cái chỗ nhạc jazz đó. Thì qua cái bữa thứ ba thì con muốn nhìn cái góc khác, thử đi ăn chay đó. Thì cái thấy là anh này có một cái tính cách rất là nhẹ nhàng, tình cảm, rất là quan tâm tới gia đình. Hay quá vậy. Dạ, thích ăn chay. Dạ, ảnh thích ăn chay. Thích ăn chay mà ảnh không có ăn chay được lâu, có nghĩa là mỗi tuần phải có ăn thịt. Nhưng mà đó thì đó là cái mà con, tại vì nếu mà kiểu quen nhau hẹn hò qua app á, mà mình đi theo cái sự hướng dẫn của người đàn ông mắc công thì nó sẽ có những cái vấn đề, ví dụ như là nó bẫy mình hay gì đó thì rất là sợ. Cho nên thường con sẽ là cái người chọn địa điểm. Rồi lần thứ tư con có giận ảnh đi ăn ốc không? Dạ, cái lần thứ tư là có nghĩa là sau cái lần thứ ba đó, cái bữa đó là ngày để coi là ngay lúc là gần giao thừa của năm cuối năm 2016. Đó là cái lúc đó thì con đã đi chơi với nhóm bạn của con ở trên Đà Lạt. Và anh này thì ảnh có party gì đó, xong mà ảnh kiểu giống như ảnh cứ nôn, ảnh cứ ở Sài Gòn party xong cũng không thấy vui, xong mà nhắn tin nhớ nhung, rồi giờ tất đi lên Đà Lạt được không, anh đi lên với em được hay không, nó kiểu như vậy. Thì cũng ngại là sợ là nhóm bạn của em cũng không cảm thấy thoải mái như thế nào đó, cuối cùng cũng lên thôi. Giả bộ hỏi vậy thôi cũng lên. Con hỏi ảnh là cái tại sao ảnh lại anh thấy ở cái điểm gì đặc biệt ở con mà anh lại có thể là cuốn hút như vậy. Why you see why is there any points from me that you feel like so attractive to you? Oh yeah. Obviously her beauty, but it's like her also mindset as well, towards my parents, towards my friends as well. We accept each other basically immediately. And we don't want to change each other, or we don't want to reflect change basically. Ý ảnh là anh kêu là ok tại con đẹp. Và cái hai nè, con rất là tự nhiên với cái cách mà con đối xử với với bạn con, với gia đình. Và ảnh thì ảnh không có muốn thay đổi cái chuyện đó. Tại vì thật ra là hồi trước con cũng quen một cái anh người Pháp đi, thì anh này nói chung là tại vì anh này ảnh kiểu cũng có rất là tri thức, và con lúc nào cũng cảm thấy là ok mình phải thay đổi để mình vừa với ảnh đó. Nhưng mà với anh này thì con cảm thấy rất là thoải mái, và anh cũng cảm thấy rất là thoải mái khi đi với con. So maybe I can say like unconditional love is accepting each other. Và tụi con chấp nhận nhau. Chấp nhận tất cả những cái điểm thuộc về nhau. Rồi đến khi nào thì ảnh mới bắt đầu chính thức là ảnh tỏ tình và và em chấp nhận ảnh? Do you remember the official time that you like we have become like boyfriend and girlfriend? Yeah, for sure. It's the 18th December. No. No, really? No, official boyfriend. Yeah. Girlfriend. Oh yeah. It's January. 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 Tháng 1. Tháng 1, có nghĩa là sau cái chuyến đi Đà Lạt đó. So I thought that is the first date. Yeah. Tức là em đi Đà Lạt, sau đi Đà Lạt trở về đúng không? Yeah. Sau mấy tháng. Có nghĩa là từ cái lúc gặp nhau đầu tiên đó thì là khoảng là một tháng. Một tháng. Lâu quá. 30 ngày đó chị. 31st December. Yeah. 30 ngày luôn. Rồi sau đó thì là cái chuyện tình cảm của hai bạn có phải yêu xa không? Hoặc là hay có chuyển công tác gì? Mà lâu rồi đúng không? Nói là từ 2016. Dạ đúng. Là tới bây giờ là 6 năm rồi. 6 năm đó chị. Dạ đúng rồi. Là hai đứa lúc nào gần nhau hay là có yêu xa không? Dạ. Thật ra cái thời điểm mà con gặp ảnh á là ngay cái lúc đó con cũng muốn, nói chung là có một cái làn gió mới, và con cũng đang hơi bị mất định hướng về công việc.
Đó, cho nên là con đang dự định là con sẽ đi Hội An một năm. Con sẽ nghỉ việc và đi Hội An. Đó, và lúc đó thì tự nhiên gặp anh này, nhưng mà con cũng không thấy cái này là cái cản trở nữa. Và rất là nhiều bạn con thì nói là trời mày bị điên hả, đang tự nhiên có quen một cái anh như vậy mà đi. Nhưng mà con không, con vì lý tưởng của mình thôi, mình nghĩ là mình phải làm cái gì đó cho bản thân mình. Hay là đi. Con ra Hội An con làm gì vậy đó? Con có một cái thương hiệu về trang sức, có thể bán cho người nước ngoài. Là đi ra Hội An luôn, mấy bao nhiêu lâu? Dự tính là một năm, nhưng mà cuối cùng là anh này anh cứ giống như là anh thấy anh cũng nhớ thương quá. Xong rồi bay ra Hội An. Là yêu xa. Dạ, dạ đúng rồi. Là yêu xa đó đúng không? Dạ. Như vậy trong 8 tháng đó là ổng bay mấy chuyến ra ngoài Hội An? Do you remember how many flights that you fly to Hội An? Wow, at least 4. At least 4. Khoảng 4 chuyến, nhưng mà thật ra she là come as well. Thật ra là con cũng giấu ba mẹ đi bay từ Hội An để đem về. Nhưng mà thời gian đó là anh có bạn gái nào khác không? Con có ghen không? Dạ, thật ra là lúc đó nếu mà có thì con cũng không quan tâm lắm. Rồi con hỏi anh đi, anh nói con hỏi. So, during the time that I were in Hội An, did you have any girlfriend? Of course not. Of course not. It's like we promised each other that we're going to give ourselves space, but also we're not going to date anyone else. Có nghĩa là gọi là thỏa thuận với nhau là sẽ có một cái khoảng cách như vậy, nhưng mà vẫn giữ liên lạc và vẫn yêu thương nhau ở xa. Như vậy là trong suốt khoảng 8 tháng mà con ở Hội An là hai đứa là chỉ gặp nhau trực diện là chỉ có 4 lần thôi. Đâu là hơn chứ em. Có, anh bay 4 bên đây 4 lần còn bên đây nữa. Bên đây bay ngược về nữa. Ủa có ngược về, bay ngược dạ về. Dạ sao lại không? À. Em làm sao thế? Rồi. Phải có qua có lại chứ. Nghĩa là về dẫn về. Dạ. Đúng không? Rồi có dẫn anh đi ra mắt gia đình không? Dạ có, dẫn ra mắt gia đình là sau. Trong khoảng thời gian 8 tháng đó hay là sau khi làm về? Sau. Dạ không, không? Trong sau 1 tháng mà tụi con dạ, có nghĩa là trong cái tháng 1 2017 luôn á. Là lúc mà con trước khi đi đại Hội An, trước khi ra Hội An là đã biết nhau rồi đúng không? Là dạ, con anh về giới thiệu gia đình. Dạ. Và sao gia đình có ủng hộ không? Dạ. Thì với một cái người có nghĩa là trước giờ thì con chưa ai ra mắt ai là người nước ngoài hết. Và mẹ con hỏi anh câu là ủa lớn tuổi vậy mà chưa có vợ hả? Thì con kiểm tra kỹ chưa? Có vợ nước ngoài chưa? Đó. Thì nói chung là thấy ảnh dễ thương, ba mẹ cũng rất là. Nhưng mà anh chưa có vợ đúng không? Dạ, anh đúng vẫn độc thân gì? Điểm đó là độc thân. Lúc đó thì ảnh 36 tuổi. Thời điểm đó là ảnh 36. Nhưng mà gia đình thì sao? Gia đình. Dạ. Thì nói chung là thấy con vui thì ba mẹ cũng vui. Nói chung ba mẹ con cũng là một dạng rất là kiểu mở lòng á. Cởi mở, có phải là cấm đoạn, cấm đoạn. Rồi ba mẹ chồng đối với con thì sao? Ba mẹ chồng con thì rất là dễ thương, rất là rất là thương. Là trong cái năm 2017 thì tụi con cũng về Thổ Nhĩ Kỳ để cái đi Thổ Nhĩ Kỳ đúng không? Anh có nhiều anh em không? Dạ, anh có một anh trai sinh đôi luôn ạ. You have twins. Yeah. Now Philip and Holland. Con kể chút xíu về cái gia đình của ảnh ở bên Thổ Nhĩ Kỳ như thế nào. Dạ. Thì cái thời điểm bị lộn không? Dạ không, cái thời gian đó có bị lộn bao giờ không? Dạ không, thật ra là gia đình anh này cũng ngộ lắm, có nghĩa là mặc dù là có hai đứa con nhưng mà mỗi người làm việc một nơi ở đất nước khác nhau, và ông bà sẽ tự lo cho bản thân. Dạ đúng rồi, tự lo cho bản thân. Rồi, thì cái tháng 9 năm 2017 là cái lúc mà thời điểm mà tụi con vẫn ở Hội An á, thì ảnh ra mắt gia đình. Anh em con về ở Thổ Nhĩ Kỳ ra mắt gia đình. Thì nói chung á là cái buổi đó nó cũng có nghĩa là con cũng mong đợi rất là nhiều. Người ta ra mắt gia đình người ta phải đẹp đẽ đúng không? Nhưng mà 18 tiếng con bay, có nghĩa là nhìn con rất là bần. Nhìn con rất là chán, và con cứ mà xà máy bay xuống một cái là con phải vô liền trong mấy cái chỗ mà duty free á, để con make up lại, con lấy đồ con make up lại. Và ba mẹ con thì cũng gửi rất là nhiều trái cây, ví dụ như trái nhãn, là trái chôm chôm, măng cụt đó. Nó mang cả thùng đó như vậy. Nhưng mà nó rất là ngay hải quan á, người ta thấy lạ. Người ta chưa bao giờ thấy chôm chôm hết, người ta chưa bao giờ thấy măng cụt hết. Cái người ta phải lại để người ta phải bắt là cái này là cái gì vậy, người ta không dám đụng, người ta tưởng bom. Đó, người ta phải bắt mở ra rồi cái này ăn sao, không dám đụng luôn. Nói chung là nó rất là sâu quần ngay cái khúc mà sâu quần á. Nhưng mà cuối cùng có qua được không? Dạ qua được, và lúc mà về thì con cảm thấy như là con không hề tự tin để mà đi ra mắt ngay cái thời điểm đó, nhưng mà mọi người cũng chấp nhận, cũng ôm hôn rồi chấp nhận. Là mọi người ăn trái cây có thích không? Dạ rất là thích. Đúng rồi, trái cây mình mà qua được bên đó là coi như là lâu đình ra. Dạ đúng rồi. Nhưng mà lần đầu tiên ra mắt với bên gia đình bạn trai như vậy, mà đặc biệt là ở một cái quốc gia như là Thổ Nhĩ Kỳ, thì con có lo lắng không? Dạ rất là lo, tại vì mẹ con nghe nói là mẹ của anh rất là khó, và cái bạn gái trước thì mẹ anh không thích luôn. Cho nên là con rất là căng thẳng. Có mặt trùm mặt không? Dạ dạ không, mặc dù là Thổ Nhĩ Kỳ là nước Hồi giáo nhưng mà gia đình anh này là người Do Thái. Nhưng mà mẹ của anh mặc dù là người Hồi nhưng mà cũng không có trùm mặt luôn. Thổ Nhĩ Kỳ rất là thoải mái. Ok. Rồi như vậy là tình cảm của các bạn có sự khởi đầu, và thậm chí trong khoảng thời gian yêu nhau cũng rất là đẹp, suôn sẻ. Dạ chúng ta yêu xa chút xíu, chỉ có yêu xa chút xíu nhưng mà tình cảm thì vẫn mặn nồng với nhau. Rồi bây giờ thôi, bây giờ mình tới cái phần rất là quan trọng. Dạ đó là khi mà thành vợ thành chồng với nhau, ở với một người đàn ông mà
rất là đẹp trong mắt của em như vậy, thì không biết là trong cách sống của anh trong 6 năm trời anh có những cái tật xấu gì không? Không, bây giờ để chị hỏi ông trước đi. Nãy giờ là một mình bé nói, bây giờ hỏi ảnh đi. Now we hỏi to another part. Review the best side of each other. Okay. Right now. You talk. I think we suit each other the most, like it's like the matching. Rất là hợp nhau. Yeah. So we have the same taste, but we give ourselves the space to grow as well. Mặc dù là that's what I like. Rất là hợp nhau, nhưng mà tụi con đều có những cái khoảng cách nhất định để cho bản thân sẽ tự phát triển và tự có những cái khoảng không gian riêng. At the end, the beauty fades, but the thoughts and the moments that we have, we share, actually will stay. Như anh bị lạc đề hay gì? Dạ, hơi lạc đề. Không, nói chung là nghe nó hơi serious, vậy thôi để con nghe. Đó là tật xấu nha, chứ không phải là tính tốt. Dạ, now, cái gì mà chưa hài lòng á? The bad side or bad something habit. That you don't feel side, happy okay. about. Bad habit. Okay. Maybe it's like whenever I try to approach her to tell her something, like train her, educate something. It's like the first reaction is, I know. Con phải dịch sát nghĩa nghe không được. Dạ, là hiểu. Anh nói là mỗi lần mà anh muốn là muốn dạy con cái gì đó hay là muốn nói cái gì đó thì lúc nào cái phản ứng đầu tiên là biết rồi. Biết rồi. Hấp tấp á. Đó cái tật đó mình có thể quy vô là hấp tấp. But she's very empathic, so she knows how to balance the emotions basically. Really? Yeah. That's from your gut? Yes. Anh nói là con, tại vì nói chung là anh hơn tuổi con, cho nên là lúc nào anh cũng muốn kiểu dạy, nhưng mà kiểu là con cũng sẽ rất là dễ thông cảm và cũng dễ tiếp thu thôi. Thôi nói chung là ông này ông không có nói được cái tính xấu đâu ạ. Thôi chắc để con đi. I think không, đâu sao đâu kệ. Bây giờ ông đã nói được của con một cái hấp tấp rồi. Rồi. Đó, the second là hấp tấp. Okay. So second round. No, yeah, that's it. Another round. Okay. You feel like you're not happy about me. Oh, not happy. Okay. Yeah. Suy nghĩ. Let me think. Bây giờ hỏi luôn nè. Okay, let me hỏi ông coi là vợ có nhõng nhẽo, vợ có ghen hay không? Maybe you're... Am I jealous? Not much. Không có. It's like không có ghen. We trust each other basically. Nói chung là tụi con tin tưởng lẫn nhau, không có ghen. Maybe you can tell them about the story that you tried to experiment the foods on me. Sao? Dạ, tại vì anh này anh dị ứng. Anh bị dị ứng hải sản. When you're newly married basically. No, okay. Thì cho nên là những cái lần đầu á, con chỉ biết là hải sản là nó chỉ có tôm cua thôi. Nhưng mà thật ra lúc mà đi ăn nhà hàng thì lại có sò điệp nữa. Thì anh cũng bị có nghĩa là anh ăn thì anh cũng bị kiểu như là nó bị allergy là nó có thể không thở được, rất khó chịu. Có nghĩa là anh khó chịu luôn. Thì lúc nào anh đi đâu anh cũng giỡn là cái này tính giết tao, kiểu như là này, nó cố không giết được, nó cố giết tôi nó, dạ, kiểu như vậy. Hay là mấy cái súp mà kiểu của Nhật Bản á là con đã rất là kỹ. Khi mà con mua về là con đã nhờ bạn ở Nhật á là dịch coi thử là trong này nó có hải sản không, nhưng mà khi nấu á nó vẫn có mấy cái giống như là vỏ tôm nó xay ra á cô. Đó thì là ảnh vẫn bị kiểu là phải vô bệnh viện, có nghĩa là phải vô bệnh viện mấy lần. Vì tại vì con thử nghiệm đồ ăn. Đồ cũng nguy hiểm ha. Dạ rất là nguy hiểm. Đó. Cho nên ăn uống với ảnh khá là kỹ. Đúng như vậy là con là chỉ có một cái tật xấu là hơi hấp tấp thôi. Dạ. Đúng không? Và không có hợp tác trong cái việc mà ảnh góp ý. Đúng không? Thì theo như chú hiểu. Một chút dạ. Đó. Rồi. Và bây giờ tới con đó, tật xấu là gì? Dạ, thì thật ra là anh này thì không có tật xấu, nhưng mà có những cái cũng rất là vui thôi. Ví dụ như anh rất là thích shopping. Anh rất là mê shopping luôn. Rất là mê. Tại vì có nghĩa là người Thổ Nhĩ Kỳ theo con biết là người ta đã rất là đỏm dáng rồi. Và anh này là mê shopping từ những cái lõi, những cái nhỏ nhỏ lặt vặt cho tới những cái lớn, quần áo, cái nạch giày hay là túi hay là quần áo của anh rất rất là nhiều. Và con phát hiện ra là cái này nó đến từ gia đình của anh luôn. Có nghĩa là đi qua chơi nhà mùa hè đi. Chơi gia đình ở ngày mùa hè đi, nhưng mà người ta đã sạch đồ mùa đông, chuẩn bị mua đồ mùa đông rồi. Wow, cái kiểu là như vậy. Và rất là thích cái chuyện, thậm chí là con mua một cái gì đó về thì anh sẽ kiểu cái gì đó mua gì đó. Là tính đồ shopping luôn á. Mặc đồ đó nó mặc thử coi. Được. Cái này không được hay cái gì đó. Đó là sẽ cất. Okay. Và thậm chí là mua những cái đồ mà thường là mua cái gì đó là mình sẽ mua hai cái. Nếu mà chưa thử á, chưa có biết vẫn phải mua hai cái để thử. Ví dụ như là một cái máy ngủ thì sẽ mua một cái rẻ, một cái mắc. Mua để thử coi nó sẽ như thế nào, hay là mua những cái dầu gội. Và con phát hiện ra là lúc mà mở cái tủ ra là một đống cái dầu gội giống như là ở ngoài người ta, cái tiệm người ta vậy. Và xếp rất là ngăn nắp, rất là kỹ. Và mỗi loại thì nó sẽ hai ba chai như vậy. Cái xong kêu, ủa tại sao anh phải mua nhiều vậy? Không, tại vì mình cứ xài thử đi. Và lỡ mà mình thích á, thì mình khỏi phải đi mua thêm, nó đã có sẵn rồi. Còn không thích thì sao? Cái xong không thích thì sao? Thì đó, mấy cái đó nó bị hết hạn, coi như phải đi cho. Nó là vậy. Anh có hào phóng không? Trong cái vấn đề tiền bạc, anh có hào phóng với con không? Dạ cũng cũng có. Nói chung là ảnh thích, có nghĩa
thích, có nghĩa là có cái gì mới, thậm chí là đồ ăn ngon mới lạ là anh sẽ thích. Cuối tuần tụi con sẽ đi siêu thị để mua đồ ăn mới lạ, nó thường là anh thích là như vậy. Hai vợ chồng là chung tiền hết hay là tiền của ai người đó? Dạ không, tiền ai nấy giữ. Cô cũng nghĩ vậy. Dạ, tiền ai nấy rồi giữ. Bây giờ mong muốn đi gì? Mong muốn thôi thay đổi bây giờ mong muốn con cũng không muốn chưa, cái gì nữa mà là con chưa kể còn nữa đúng không còn nữa nhiều lắm dạ nó còn nhiều tổng mê mê shopping dạ ông mê shopping ảnh mê game hả? Có thể chơi game mà ngồi chảy thay cả ngày luôn có thể ngồi chảy thay cả ngày như vậy đó để chơi game và thường thì cũng sẽ rất là nhõng nhẽo ví dụ như là ở nhà mặc dù là có nghĩa là ở ngoài thì nhìn thấy một cái kiểu rất là lịch lãm nhưng mà về nhà là tụi con không có ai bình thường hết trơn, có nghĩa là đi đứng cũng không bình thường nữa. Tại vì rất là thích nhạc, hai đứa rất là thích nhạc. Và cứ mở nhạc thì mở nhạc lên là sẽ đi đứng theo những cái kiểu là đi đứng đi ngang qua là sẽ kiểu lắc qua một tí xíu, là lắc qua tí xíu mà nhảy lên salon hay là múa quay cuồng là như vậy. Ủa nhưng rồi mà tụi con có con chưa? Dạ chưa. Ồ vậy hả? Hèn chi mới dẫn hết gì được kiểu mà. Dạ mới nhiều năng lượng như vậy. Là có rồi chứ. Dạ chưa. Chưa đúng không? Dạ. Dạ. Đó. Thì là mới dẫn hết. Và cái mặt của anh này thì thật ra là rất là nhiều cái cảm xúc á. Cái mặt của anh rất là hay diễn rất là hay diễn rửa chén thì sẽ kiểu là em ơi ngứa lưng quá gãi giùm hay là nóng quá kéo giùm cái quạt uống nước khát nước quá có nghĩa là rửa chén mà mình phải đi phục vụ ổng vậy đó nhưng mà anh rất là kỹ tính anh rất là kỹ và rất là cố gắng giữ cho nhà cửa sạch sẽ nhưng mà cái thời gian vừa qua anh có cái anh sống ở Việt Nam anh có khó khăn hay là tức là anh có cảm thấy là anh thích ở đây không? Cuộc sống ở đây nó có khó khăn hơn ở Thổ Nhĩ Kỳ không? Yeah. So how do you feel about the life in Vietnam? I love Vietnam. So I mean, I like to call it my home here in Vietnam. Việt Nam là nhà. And before Vietnam, I traveled a lot of countries. I lived in most of like Russia. I lived in Germany and States. So coming back to Vietnam, it's just like the people have very great mindsets and very happy people as well compared to the countries that I've been. Anh ở rất là nhiều nước trước đó rồi ở Mỹ, ở Nga, ở Đức và nhưng mà tới ở Việt Nam thì anh cảm thấy rất là thoải mái. Người dân rất là Never thought that I'm going to stay more than 3 years, but happened to be that I'm going to stay much more. Thật ra hồi lúc mà ở đây thì anh chỉ tính ở có 1 năm thôi, sau đó là cái dài 3 năm là cũng không nghĩ tới nữa và bây giờ nó cũng đã 6 năm rồi. Và any difficulty? Any difficulty? Any difficulty when you live in Vietnam? Not really, maybe you can say that it's the language. But the newer generation speaks foreign languages. So it's not too difficult to communicate. Maybe sometimes it's with her parents that we don't 100% understand each other. But I'm a patient person and also like we like to listen to each other. Cái khó khăn nhất là cái ngôn ngữ á, là cái học tiếng nó khó quá. Nhưng đôi khi là phải nói chuyện với bố mẹ của con thì nó cũng hơi khó khăn. Con phải ngoài con dịch. I think not difficult if you want. Exactly. You can learn. You can study. You can learn. For sure. For sure. It will come. I think I was too busy that I couldn't learn or take in courses and everything, but for sure in the future, definitely. Thank you very much. I love my country. Yeah, for sure. Thế còn It's a beautiful country. Trong cái khoảng thời gian mà dịch Covid á, thì ảnh có bị ảnh hưởng gì trong công việc không? Thật ra là cái khoảng thời gian đó là cái mà khó khăn nhất. Khó khăn nhất. Do you want me to share the COVID stories? No, I will share. Sorry? Oh, I will share. Sure. Can we? Sure. What do you want? Khó khăn cả thế giới. Dạ đúng rồi. Thật ra trước cái COVID là ảnh đã có cái vấn đề về công việc. Dạ. Có nghĩa là ảnh có nghĩa là một cái người mà đang ở một cái chức vụ cao trong một công ty và tự nhiên mất việc á. Thì đối với mọi người nước ngoài cái đó nó rất là khó khăn. Có nghĩa là từ một cái mức sống rất là cao là có người đưa đón rồi có nói chung là tất cả không có phải đụng gì hết và tự nhiên là phải coi như phải tự làm hết tất cả đó. Thì trước cái đó là trước dịch thì con nghĩ là đối với một người Việt Nam á, nếu mà người ta mất việc một năm á, cái chuyện nó đã khó khăn rồi, nhưng với anh này thì nó mất khoảng gần 3 năm đó. Và con nghĩ là nó rất là khó khăn cho cái thời điểm đó giữa hai tụi con, nhưng mà cuối cùng thì tụi con cũng vượt qua được. Chúc mừng. Dạ. Chúc mừng. Congratulations. Bây giờ thì ổn định rồi đúng không con? Dạ đúng rồi. Is it okay? Chúc mừng. Now. Congratulations. Congratulations. Yeah. Thank you. Nhưng mà cái đó nói chung là tụi con hay gọi là tam tai. Thật ra đúng là con vừa mới gánh xong tam tai cùng với chồng. Yeah. Mới gánh xong. Và cái thời điểm mà cái lý do mà tại sao con đi Hội An á
thì cái đó là về bản thân con, là con muốn tìm cái định hướng mới. Và thật ra là khi mà gặp anh này á, thì anh này là một người kiểu như là trí thức và có một cái vị trí trong xã hội. Và khi mà gặp tất cả những cái bạn bè của anh á, thì đều là kiểu giám đốc hay là những cái người chủ doanh nghiệp á, thì con cảm thấy rất là tự ti đó. Thì nhưng mà sau cái biến cố mà từ cái chuyện mà anh mất việc đó, con cảm thấy là con cần phải cố gắng hơn rất là nhiều. Và trong cái công ty mà con đang làm thời điểm đó, và cũng như là cố gắng rất là nhiều để con có một cái vị trí cho bản thân con. Con nghĩ là bây giờ con đã đạt được cái chuyện đó. Quá tốt. Hai vợ chồng đều ok đúng không? Bây giờ là chuẩn bị để có con thôi ha. Dạ đúng. Ready to have a baby. Now all has to be been through. Yeah. We waiting for the baby. The baby. Yeah. Yeah. I hope okay. So. Nói chung một cái dịp như thế này thì chú á, yeah. Chú muốn hỏi Siura là bạn có muốn, có nghĩa là chồng con á, có yeah. muốn nói điều gì với chương trình và với vợ hay không? Do you want to share anything to the program and to me? I mean, of course, I'm looking forward to the future here and happily retire in Vietnam. And we're planning our future as well here in Vietnam as well. So we're doing a lot of planning, a lot of, let's say, investments here. And I want to stay in Southeast Asia for my career path and for us basically to grow our family here. Mm. Nói chung là tất cả những cái gì thì đều đang cố gắng nhìn về tương lai. Và sống ở ít nhất là ở Việt Nam hoặc là ở trong khu vực Đông Nam Á, và cứ phát triển, thứ nhất là phát triển sự nghiệp và phát triển gia đình thôi. Dạ. Cùng với nhau. Thôi bây giờ nói chung là thay mặt chương trình á, đầu tiên là cảm ơn hai vợ chồng con đã đến đây. Thứ hai là xin chúc vợ chồng con bây giờ là hết tam tai rồi. Dạ, là tới hồi thời lai đó nghe. Tiếng và sẽ có baby sớm nhất. Yeah. I hope we will have some time. Yeah. Okay. Còn có muốn có baby chưa? Dạ, cũng có thể là năm sau. Ok, yeah. Chắc chắn là sẽ được. Yeah.